Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 30 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay Tam hội là tín hiệu tốt đáng mong đợi với con giáp tuổi Tý trong giai đoạn này nhờ đó mà những mối quan hệ đang gặp nhiều trắc trở của bản mệnh đã được bình thường trở lại nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng thiên quan dự báo người tuổi tý phải vững tin vào bản thân mình trong ngày hôm nay đây là con đường đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm thử thách nên những hy sinh hiện tại của bạn là xứng đáng bạn sẽ học được rằng cuộc sống không chỉ có quyền lực và thống trị mà còn có cả sự bình đẳng và vẻ đẹp bên trong con người Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, có thể là bạn mắc bệnh theo mùa nên tập trung để chữa trị, không được chủ quan. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Có sự thay đổi trong công việc, ý tưởng quyết định hoặc công việc đang tiến hành lại có sự việc khác xảy ra khiến phải tạm ngưng hoặc thay đổi. Sự mong chờ có kết quả hoặc có tài lộc, có tin tốt lành về việc mình mong cầu. Có khách hoặc có bạn đến, hao tài về vui chơi, giao dịch. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày có sự bận rộn về giải đáp thư tín, đến hẹn đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự tài lộc tốt tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ làm việc gì cũng dựa theo đa số mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ hoặc có tin của thân nhân bè bạn trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn quay trở về chốn cũ bạn cũ thì có lợi có tài lộc nhưng phải bỏ nhiều công sức phải bôn ba xoay sở có quý nhân giúp đỡ đề phòng sức khỏe hoặc lo cho người thân về sức khỏe công danh nơi ăn trốn ở có tiệc nhỏ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi gặp gỡ bất ngờ nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc ngày của sự đáo hạn đến hẹn nhưng cũng gặp chắc chờ chút ít có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc vào nhanh ra nhanh có lộc ăn quà tặng Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp tam hội xuất hiện là lúc người tuổi Sửu có cơ hội để cân bằng cuộc sống, bạn có thể dành thời gian để tu dưỡng tâm hồn, lối sống của mình. Thậm chí, có người còn có thể bắt đầu xây dựng lại mọi thứ trong gia đình mình, theo chiều hướng tích cực hơn. Thực thần mang tới một ngày hài hòa, vui vẻ hoặc những lời mời tụ tập bạn bè để người tuổi Sửu được gia tăng sự kết nối. Ngoài ra, thời gian này đừng quên dành thời gian để kết nối với thế giới tâm hồn của mình, đồng thời lắng nghe tiếng nói thông thái từ trái tim và trực giác. Ngày 30 tháng 10 năm 2021 là ngày Dương công kỵ, theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày xấu, thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không dễ có chuyện phiền hà mất mát tình cảm làm ơn nên oán tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tin mong đợi đến không vừa ý có chuyện buồn cần phải có sự khéo léo khi tiến hành trao đổi ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ sửa chữa lại công việc nhà cửa gia đạo bất an tài lộc không tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần phải hết sức khéo léo và nhẫn nại, chớ nên nôn nóng khi có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Tử vi tuổi dần. Có lục hợp che trở nên ngày hôm nay, việc giao tiếp của con giáp tuổi dần sẽ trơn tru trở lại đây là lúc bạn có thể dành thời gian để hòa giải những hiềm khích trước đây với bạn bè người thân có thể bạn không cần phải đề cập đến mâu thuẫn đã qua chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nhờ có chính ấn mà người tuổi dần tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với những ai tiếp xúc với bạn họ bị hấp dẫn vì những kiến thức lý thú mà họ mang tới cho bạn điều này khiến việc thuyết phục khách hàng hay gây ấn tượng với người khác trở nên dễ dàng hơn với bạn hôm nay là ngày mà nguồn năng lượng sáng tạo của được phát huy mạnh mẽ nhất những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được thay ngén và nảy mầm trở lại với nhiều sáng kiến thú vị. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Nên bền trí nhẫn nại với tình trạng hiện tại, mọi việc còn chưa sáng tỏ, nhưng cũng nên bày tỏ ý định của mình để dễ thảo luận khi thay đổi phương hướng làm ăn, công danh, tình cảm. Sự mong cầu về tiền bạc, tình cảm còn trong giai đoạn chờ đợi nhưng sẽ đến. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm hoàn cảnh sống của người thân khác ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có cuộc vui nhỏ sự đi lại di chuyển có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nếu có tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp đi lại chuyện tình cảm đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm công việc có gặp sự trở ngại gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe buồn mạng công danh của mình người thân có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc công việc dù có khó khăn đến đâu cũng cần có sự nhẫn nại sau mới có kết quả nên có sự chia sẻ về tài lộc nếu có có quý nhân giúp đỡ mọi việc đều thay đổi có tin tức ở nơi xa hạp các nghề xây dựng kiến trúc du lịch tiếp thị phóng viên địa ốc tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, chắc trở đưa đến hao tán. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi mão, chuyện tình cảm của các người tuổi mão cũng vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của tam hợp nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài bạn sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình thiên ấn dường như đang tiếp lửa để người tuổi mão có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh nhưng quan trọng hơn hết theo tử vi hàng ngày cho thấy bạn đừng nên để những động lực này trở thành sở thích nhất thời hãy tìm cách biến chúng thành một phần trong thói quen sinh hoạt của bạn Sức khỏe hiện tại của bản mệnh khá tốt, nếu ai có mục tiêu giảm cân thì lúc này rất dễ thực hiện với sự hỗ trợ của người hiểu biết. Bạn có cơ hội gặp được bác sĩ giỏi để chữa cho bệnh tình của mình nữa đấy. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày đề phòng đau ốm hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe, tình cảm, tài lộc. Có tin buồn, tài lộc khó khăn, nếu có chỉ là sự vay mượn, tiền bồi thường, bồi hoàn. Có sự tu bổ, sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc. Chuyện tình cảm, hẹn ước nên đợi dịp khác. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, và nên chú trọng vào công việc, nguyên tắc hơn là nặng về tình cảm mới tốt. Cuộc vui chơi nào cũng nên giới hạn, không nên kéo dài có hại. Tính toán gì cũng chỉ nên ngắn hạn và gọn ghẽ. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối gặp trở ngại. Nên ra đi giải quyết công việc. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có chuyện sửa sang, tu bổ, đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc, nếu di chuyển ra đi thì thành công. Nên xem trọng ý kiến của người lớn tuổi. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Mọi việc đều không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện chỉ nên làm những việc cần thiết ngày rất dễ gặp những chuyện rủi ro phiền hà hoặc đau ốm mệt mỏi do công việc cũng có và cũng do sự giao thiệp gặp gỡ hao tán về ăn uống quà tặng nên giới hạn việc di chuyển đi xa hoặc cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ máy móc tử vi tuổi thìn thương quan xuất hiện là lúc người tuổi thìn nên nghiêm túc chỉnh đốn lại bản thân bạn có thể chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ chỉ có điều là bạn đã thực sự muốn hay không mà thôi bạn hoàn toàn có cơ hội để sửa đổi thói hư tật xấu hiện tại của mình bản mệnh nên từ tốn không được to tiếng với ai khi bạn không biết cách giữ gìn các mối quan hệ hiện có khi mọi việc đi sai hướng bạn sẽ bị yếu thế hơn rất nhiều so với những người khác bạn không nên có những quyết định quan trọng trong ngày này nhất là những việc liên quan đến đầu tư kinh doanh nếu bạn không tìm hiểu kỹ thông tin không có cơ sở dễ có quyết định sai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có tin xa thuận lợi về công danh tình cảm tài lộc không nên e ngại khi đảm nhận các công việc khó khăn hoặc mới lạ sẽ có người hiểu được tài năng cũng như tâm tình của mình tài lộc dễ hao tình cảm tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi trốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước có tin tức tốt ở xa có tài lộc ngày có sự sắp xếp sửa chữa chỉnh trang mọi việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc mọi việc không nên cưỡng cầu hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại sẽ có lợi sau này có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình định kỳ đáo hạn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp. Thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng, đồ đạc. Mọi việc nên ở trong tình trạng bình thường, khai triển thêm không có lợi. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi tỵ. Ảnh hưởng của lục xung nên người tuổi tỵ hôm nay có phần nóng vội hơn trong các nói năng, cư xử với mọi người. Đó là lý do bạn rất dễ gây mất lòng với người khác nhất là người lớn tuổi. Hãy cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói người tuổi tỵ nhìn thấy người khác để sửa bản thân mình khi bạn nhận ra nhiều điều khi bị tác động bởi kiếp tài. Bạn sống trách nhiệm hơn với chính bản thân mình. Tuy thường xuyên bất an, sợ hãi về tương lai đầy biến động, bất chắc nhưng bạn cứ vững tin vào cuộc sống muôn màu tươi đẹp nhé. Bạn xứng đáng được bình an, hạnh phúc. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày sung của bổn mạng nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ngày sung của bổn mạng nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu việc giao dịch giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình chớ nên nghe lời bàn gia tán vào sẽ không có kết quả không nên ký kết hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc vật dụng. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng, có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao, nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình nếu có hội họp đình đám nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi mà còn đưa đến phiền lòng trái quán chờ đợi tin tức chưa có tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, có tin buồn. Tử vi tuổi ngọ. Đừng nhìn về mặt tiêu cực của tỷ kiên mà khiến ngày hôm nay của mình mất vui người tuổi ngọ nhé. Xem như đây là lúc kết thúc những chuyện buồn phiền cũ, bước vào giai đoạn mới mẻ trong cuộc đời mình. Các thiên thần tốt bụng vẫn luôn âm thầm theo dõi và giúp đỡ bạn từ phía sau đấy. Hỏa Kim Sung khác chỉ ra những xung đột ở trong gia đình chủ yếu là do bạn thiếu sự kiên nhẫn và không biết lắng nghe đối phương mà thôi. Thay vì hờn trách như trước đây, bạn nên tìm cách để cải thiện mối quan hệ bằng cách biết lắng nghe hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa, tu bổ, chữa bệnh tài lộc vào ra thất thường hoặc chậm chạp có sự gặp gỡ của thân nhân bè bạn gặp lại người cũ có người đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh công danh cũng như về tình cảm có tin buồn ở xa tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân thân nhân không nên nóng vội mọi việc không thể chờ đợi cần phải tiến hành nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết có tin tức ở xa hoặc có thân nhân bè bạn đến có tiệc tùng đình đám cuộc vui nhỏ có người đem tin buồn đến và cần nhờ và giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên truyền, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có đám tiệc gặp gỡ có người đi xa hoặc có tin xa nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro chút ít có sự thuận lợi về tiền bạc tài lộc công việc làm ăn hao tán về giao thiệp hoàn trả nợ nần giúp đỡ tu bổ mua sắm tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi việc và bình tĩnh khi có nhiều sự việc tin tức đến nếu cần hãy làm cho nhanh để thâu đoạt lợi lộc và hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến có chuyện vui có tin tức ở xa hoặc có sự gặp gỡ tử vi tuổi mùi tam hợp là dấu hiệu tốt để người tuổi mùi cải thiện đời sống tình cảm những ai đang độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý các cặp đôi mặt khác có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng nhờ có thực thần mà con giáp tuổi mùi trở nên lạc quan hơn bạn luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống mang đến hòa bình mọi lúc mọi nơi hơn thế nữa tình yêu chính là chìa khóa còn con tim là cánh cửa để bạn tìm được sức mạnh thuộc về mình sức khỏe của bản mệnh không được như ý bạn dễ mệt mỏi căng thẳng hơn bạn không nên làm việc gì quá sức trong ngày này trong các cuộc vui hạn chế uống rượu bia nữa nhé tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên truyền ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến nhưng nếu là việc của chính mình thì nên xin ý kiến của người mình xem trọng ngày có nhiều âu lo sức khỏe không tốt tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít hoặc gặp rủi ro tai nạn chuyện phiền lòng có tin buồn sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp chắc chở có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc hoặc có cơ hội có lộc ăn tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày không tốt không nên giải quyết những việc lớn lao và cũng không nên mong cầu mọi chuyện sẽ không có kết quả Cẩn trọng về sức khỏe, buồn mạng, đề phòng chuyện thị phi hoặc có tin tức không vừa ý. Nên giới hạn việc gặp gỡ, giao thiệp, không tốt. Không nên vướng vào những chuyện tình cảm không có lợi. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống việc làm hiện tại có tin buồn tài lộc không tốt tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi thân. Thân hợi tương hại nhắc nhở con giáp tuổi thân chớ nên tin người quá vì có người bỗng nhiên quay sang tốt với bạn là có lý do đấy nhé. Nếu có nghe lời khuyên của ai đó thì cũng phải biết chọn lọc đừng quá tin tưởng họ. Chính tài dự báo người tuổi thân có một ngày khá may mắn về tài chính, khi bạn có được những khoản bất ngờ mà bạn không nghĩ tới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn chi tiêu thiếu tính toán, và rồi rơi vào những rắc rối tài chính vào những ngày kế tiếp. Mặt tình cảm lại có nhiều thay đổi thú vị, có thể, người độc thân sẽ cảm thấy bị thu hút bởi những đối tượng thông minh, sắc sảo hoặc có quan điểm khác với bạn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên. Chớ nên ràng buộc nhau. Tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mít lòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc có liên quan đến tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn, dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức làm có trở ngại hoặc có chuyện bất hòa có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả nên tiến hành công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Tử vi tuổi Dậu, ngày mới đánh dấu những tiến bộ trong việc quản lý tài chính của con giáp tuổi Dậu khi có thiên tài che chở. Bạn có thể đã rút ra được nhiều bài học quý giá trong thời gian qua và đây là thời điểm bạn dần biết cách nắm bắt các cơ hội tiền tài đang đến. Chuyện tình cảm khá tốt, đây cũng là lúc các bạn độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ các đối tượng khác nhau. Xong, bạn cần làm rõ tình cảm của mình với họ và tránh dây dưa để lại những kỳ vọng không cần thiết. Ngày 25 âm lịch nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, chắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa di chuyển dễ bị rủi ro tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm ngày có sự hao tốn về giao tiếp giúp đỡ đám tiệc tuy nhiên vẫn có tài lộc chuyện vui tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đề phòng sức khỏe không tốt có chuyện buồn nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì không nên nhận lời nên xem xét lại cho kỹ lưỡng nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình có quý nhân đến giúp đỡ nhưng tài lộc tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng ăn uống. Tử vi tuổi tuất đừng nhìn thương quan bằng cái nhìn tiêu cực con giáp tuổi tuất cần nhớ rằng có những điều không vui diễn ra để dạy bạn một bài học lớn có những thứ bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đã mục giữa ngược lại cũng có những bề ngoài thô sơ che lấp vẻ đẹp rực rỡ bên trong tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay không được khả quan bạn phải xem xét lại để cân đối lại tài chính đừng thích gì mua nấy như hiện tại Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất đầu đơn kiện cáo. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa. Đi xa bất lợi, mọi công việc không nên tiến hành. Nếu có chỉ nên tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nơi ăn trốn ở, văn phòng, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó có kết quả. Có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim Ngày có tin tức về chuyện tình cảm, sức khỏe, hôn nhân, sinh nở của mình hoặc của người thân. Công việc như thế nào thì nên làm thế ấy, chớ tính toán cao xa không có lợi. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc có tiền mà phải phân chia, cầm tiền của người khác. Có quý nhân đến, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Khởi đầu công việc bao giờ cũng bận rộn, chắc chờ hoặc chờ mong tin tức chậm, có sự rời hẹn. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi hợi 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 tự hình khiến con giáp tuổi hợi dễ làm quá mọi chuyện lên hơn mức cần thiết bạn đang suy diễn vấn đề quá mà thôi lúc này bạn cần tĩnh tâm lại đã nếu cần nên gặp người phù hợp để trò chuyện giải tỏa lòng mình mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi hợi trong thời gian này dưới sự che chở của chính quan phương diện sự nghiệp cũng vô cùng thuận lợi nhiều người nhận được sự công nhận từ những người xung quanh và dễ dàng lọt vào mắt xanh của những người có sức ảnh hưởng lớn bản mệnh nên dành ngày này để nghỉ ngơi hơn là cố gắng giúp đỡ ai đó trong khi sức bạn có hạn hãy hiểu cơ thể của mình hơn để biết khi nào có thể hoạt động hết mình và khi nào cần hoàn toàn nghỉ ngơi tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên truyền ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn giữa mình và người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh ngày có nhiều bất lợi mọi sự đều phải cẩn trọng đừng vì tự ái bất mãn khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi có tin buồn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim đề phòng có những sự việc xảy ra không đúng với dự tính và còn có nhiều vấn đề khúc mắc ở phía sau chỉ nên nghỉ ngơi làm việc cũ mua sắm sửa chữa tài lộc trung bình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại